chị gái cũng vừa ra nha cả nhà, rất là đẹp gái luôn. Dạ. Chào hai người đẹp. Ôi ôi hai chị đẹp quá trời luôn. Nhìn chị không? Hà Nội vào hả? Hà Nội vào chỉ để thắp nhang cho chú và gặp Loan và mua đồ vậy thôi. Trời ơi, cưng dữ vậy. Hai gia chị khán giả đến mua hàng ủng hộ chị Loan cả nhà. Ủa hai mẹ con. Ờ chị mình ở đâu đến vậy? Mình ở Hà Nội. Wow, xa tận Hà Nội luôn. Hà Nội vào ủng hộ chị Loan. Chị vào trong chắc gặp chị Loan chồng. Gặp rồi, gặp cô bé nhỏ bé thật. Quá nhỏ luôn. Cho chú. Lại cái xe đậu đây, xe chạy đi. Cũng là cho con gái xin vía của ông thì con cũng theo nghệ thuật. Đây là con của chị năm năm thầy quế sinh tại học đó. Đang theo nghệ thuật nào vậy? Theo nghệ theo nổi tiếng của ông. Vậy là em gái cũng hát hò nữa hả? À con theo về nhảy. Nhanh qua một chút trong ngày. Bây giờ là ra sân bay luôn. Dạ, bay về Hà Nội. Chị Hà Nội. Chị Hà Nội ở đâu lắm? Ba Đình, Lăng Bác. Ba Đình là thờ Lăng Bác đó. Lăng Bác. Ở gần Lăng Bác luôn hả? Rồi. Ba Đình, Lăng Bác. Chị mua đồ bạc của chị Hồng Loan. Chị mua đồ chị Hồng Loan luôn. Đây là hai mẹ. Có, Loan đang làm trong nhà, Loan đang lên đơn hàng. Đây có mình Loan, cái một chắc là cậu em à. Dạ. Gặp chị Loan ở ngoài đời thì thấy Loan như thế nào? Dễ mến. Dễ mến nhìn lành, xe thật thà cũng như là các cái kênh mình theo dõi thôi. Nhỏ bé thật. Cô bé nhỏ bé kiên cường. Bắc Ninh à? Hà Nội Bắc Ninh cũng là con chụp cho mẹ cái ảnh đứng ngoài thử. Nãy là cô nhanh đầu năm lên cô có chụp ảnh cho mẹ cô. Đó. Người nhà em Loan chụp ảnh cho hai mẹ con. Gia đình ok lắm. Gia đình gần gũi thân thiện ok lắm. Chúng là gia đình chị Loan ai cũng là rất là hiền. Mà dễ hiểu quý vị ha. Mình cũng ngại ngại. Tại chị gái cũng đang chụp hình để lưu niệm lại cho cả nhà. À, rất là yêu quý cho chú nghệ sĩ Thiếu Linh cũng như là chị Hồng Loan. Vậy là chị từ Hà Nội chị vô đây chỉ là để ủng hộ chị Hồng Loan thắp cho con năm nữa nha. Đi từ Hà Nội đi Vũng Tàu đi. Yeah. Sau Vũng Tàu đi xong rồi thì quay vào đây chào chú tất cả chú và ra sân bay về. Dạ, trời ơi, quá dễ thương luôn. Anh Lý hiện tại là đang ở sân bay rồi, nhưng mà tạt vào đây đã rồi, cho Hàn Quốc sân bay sau. Dạ. Em thì vất vả. Dạ. Ở Hà Nội có hay theo dõi không chị? Có, thực ra là cái bộ môn này mình là thế hệ 8X. Cũng rất là mê chú, ngày xưa có những cái ảnh nhỏ nhỏ vậy. Dạ. Băng đĩa, có theo dõi. Vừa trêu nói chuyện vui với Loan, qua vụ nhà Loan chị cũng học ra được nhiều luật. Nhiều luật. Cũng học ra được nhiều thứ luật. Dạ. Hôm nay chị ủng hộ chị Hồng Loan cái gì ha? Cầm, cầm cháy hả chị? Cũng mất hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu. Yến với cái gì? Yến với mất với lại là con gái nó ăn gì nó mua. Dạ. Hồng Loan có bán nghe con mới. Không cho rõ, cái đó thì chắc là bên mình ngoài mình ăn không hợp lắm. Quải nhiều, dư quải nhiều lắm. Thôi đừng quay nữa, dân này tưởng người nổi tiếng lại. Để quay nữa đi, nhả mình đi. Hiện tại là tất cả anh em đều tiễn các vị khách ở Hà Nội cả nhà. Ồ, rất là dễ thương luôn. Các anh em rất là tận tình luôn.
quý ai, ai mà làm nghệ thuật đó, thì cũng đến xin vía của Bắc Nam, xin vía xin lộc. Chắc mai mốt Tài cũng phải bước chân vô nghệ thuật quá anh đi, để tới nhà mình xin vía. Bây giờ không biết làm gì ta, hát được không? Hát đi, hát một bài đi, tặng tặng khán giả đi, hát một bài đi. Thôi bỏ đi, khán giả hủy kênh hết luôn á. Thôi chị gái nó tranh thủ bỏ chạy kìa. Bỏ chạy có nghĩa là anh nói vui đó nha. Chị gái ngại ống kính á, mình chị gái đi nhanh nhanh. Đó là quý ghê luôn á, là mấy chị ở Hà Nội nha, vẫn theo dõi chị Hồng Loan, yêu thương chị Hồng Loan và có những lời nhận xét rất là chân thành, yêu thương chị Hồng Loan, ủng hộ chị Hồng Loan rồi. Ở ngoài Bắc vẫn xem nha cả nhà, chứ không phải riêng về miền Nam đâu. Bắc Nam á thì là một người nghệ sĩ cải lương đó, thường đa phần á là hồi xưa em cứ nghĩ á là cải lương thì nó có cái nôi nó từ ở miền Tây, Vĩnh Long, Trà Ôn từng đó cả nhà, Vĩnh Long hoặc là Cần Thơ rồi đó. Đó, An Giang rồi đó, đờn ca tài tử rồi. Mà không ngờ là lúc trước á, em ở dưới mộ em cũng phỏng vấn được một số cô chú anh chị ở Bắc và đến chia sẻ là ở ngoài miền Bắc á, và bà con cô bác cũng rất là hay coi cải lương, nghe cải lương và người ta cũng rất là thích và yêu mến mến mộ Bắc Nam. Thậm chí là cái quan trọng là miền Trung, ở Thanh Hóa là miền Trung đúng không ta? Hôm trước có một chị Hà, chị tên là Hà, chị từ Thanh Hóa miền Bắc miền Trung thì không rõ anh cả nhà. Chị vào chị tặng cho một tấm ảnh to, gọi là phải nó siêu to, khổng lồ luôn, to nhất luôn ở những tấm ảnh ở trên Linh Hoa Thời Đàn bây giờ luôn cả nhà, to lắm. Đó là chị Hà ở Thanh Hóa và có đề một cái bài thơ trên đó, có những con hạc rồi rất là to, chiều dài khoảng 2 mét hơn, chiều đứng cũng khoảng 2 mét hơn nữa cả nhà, rất là to nha. Bây giờ hiện tại tấm hình đó ở trên Linh Hoa Thời Đàn nha cả nhà. Người ta thường nói là con gái thì nhờ phúc cha, con trai thì phúc mẹ, nên chị Hồng Loan thì được cái vấn đề đó cả nhà. Bắc Nam để lại cái phước mà chị Hồng Loan được bây giờ là được yêu thương, được bà con cô bác yêu thương ủng hộ. Điển hình như là ngày 26 tháng 10 vừa qua tới thẩm định thì bà con cô bác đứng hai bên rất là đông và hô gọi yêu ủng hộ chị Hồng Loan, kêu ve phải sao kê rồi ha, nó phải này thế kia nó, thì ve phải và bún bò phải bỏ chạy. Nhớ bún bò bỏ chạy mà cười quá. Cũng bò phải bỏ chạy của chú anh chị, chạy và mắc dép luôn, áo vàng bàn thờ và chạy lại rước nó. Thì tới hôm tặng hôm nay thì bà con vẫn đến ủng hộ shop chị Hồng Loan, thì đơn hàng vẫn ra, vẫn đi đều đều luôn ha, nhập hàng đều đều, đơn hàng nhập vô đều đều luôn cả nhà. Khi mà không có mặt ở đây thì thôi nha, có mặt ở đây thì cô chú anh chị thấy chứng kiến được những đơn hàng đi đều đều luôn, và bà con ủng hộ thường đa phần là sẽ vào buổi sáng nha. Buổi sáng trời mát trời, bà con cô bác mình đi làm á, ghé ngang, đi chiều về đi làm cũng ghé ngang. Buổi trưa thì cũng có nha cô chú anh chị, dù nắng hay mưa thì cũng ủng hộ chị Hồng Loan hết á. Và bây giờ shop chị Hồng Loan thì mở cửa rồi nha, thông báo đến cô chú anh chị từ 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối nha. Đó, thì giao video cũng khá là dài rồi, thời gian cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều.